Fujifilm dành cho chụp ảnh thương mại làm nghề. Nếu như bạn thích thương hiệu này, ở đây mình có một cái bộ khá là tiêu biểu là Fujifilm GFX100S và ống 80 1.7 chuyên chụp chân dung. Review nhanh nhé. Ở đây chúng ta có 100 megapixel mỗi tấm file RAW, thì có dung lượng cỡ khoảng 210 MB. Về tốc độ lấy nét thì với mình là nó nhanh so với medium format, mà so với full frame thì nó chỉ lênh quanh cỡ khoảng Canon RP hoặc Nikon Z5 về tốc độ. Điểm cộng của bộ máy này chính là cái sự tái tạo màu sắc. Ở đây chúng ta có thể nhìn kỹ về cái skin tone, tôi khá chắc là anh em sẽ rất là thích nó. Ngoài ra hãy nhìn vào các cái vùng tối từ cái sợi tóc được tách bạch. Mình thì dùng hết máy top đầu của các hãng rồi, thì mình biết cái việc tái tạo cái vùng tối rất là khó, và GFX100S đang làm rất tốt. Tiếp nữa là Adobe có support về cái color profile của Fujifilm. Điểm trừ thì với mình Fujifilm nó rất là chậm chạp trong cái việc vận hành. Thật ý là trăm hay không bằng tay quen, nhưng mà cái việc mà mình chỉ mất 1-2 giây để vận hành các máy khác thì sang Fuji mình phải gấp đôi gấp ba thời gian như vậy. Đây là do cách hãng bố trí về cái menu thôi, là file nó nặng quá. Máy tính của mình chưa biết giật lag là gì cho đến khi mình sửa cái ảnh từ cái máy này chụp ra. Thứ ba là chi phí cao thì dễ hiểu mà. Nhưng mà dù sao thì mục đích cuối cùng của việc chụp ảnh là mong muốn được ảnh đẹp, nên là các cái điểm trừ trên có thể cân nhắc bỏ qua. Nói chung thì được thì ta mua đi anh em.